Hay vậy? Học học bài kìa thấy Tấn. Dạ. Ta cầm đi viết kìa thấy học bài chưa? Đó, đó. Kìa cảm ơn kìa. Đó thì nó viết được luôn kìa. Cầm tay mặt luôn nữa đó. Chèo lên đang viết chơi gì. Nữa nó học nó dạy mày đây nè, mày không lo à. Để tao cho em cái thằng. Vậy đó hả? Rồi lên đó ngồi rồi chỗ nào viết? Viết chỗ nào giờ? Viết tới cái con cu. Viết con cu. Viết đó không ra mặt đâu, chỉ có viết được cái bản không ra mặt. Viết cái con cu á. Viết con cu là ra mặt hàng. Để em đi, để cho nó viết con cu đó nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.